Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nội thất Giá Kho. Hôm nay mình sẽ lên video giới thiệu cho mọi người về sự khác biệt giữa sofa da và sofa vải. Thì sofa da là sofa được bọc bên ngoài bằng một lớp da công nghiệp hoặc là da tự nhiên. Da công nghiệp thì nó đa dạng màu sắc, mình có thể là lựa chọn theo phong thủy cũng như là sở thích cá nhân. Còn da tự nhiên thì nó chỉ có những màu nâu cơ bản nguyên thủy. Về mức giá thì sofa da có nhiều mức giá dao động từ 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu và 40 triệu vân vân. Với các kiểu dáng góc L, góc chữ U hoặc là sofa băng cổ điển. Sofa da thì không thấm nước hay là bụi bẩn, dễ vệ sinh lâu chùi. Cái ưu điểm lớn nhất của sofa da thì phải nhắc đến đó chính là độ sang trọng của nó. Sofa da thì làm tôn lên vẻ đẹp của phòng khách. Sofa da thì nó khó bị bong tróc và không có phai màu. Về tuổi thọ bền lâu thì sofa da nó có cái độ bền cũng khá là cao. Phải nói đến là cái đặc tính của nó là không thấm nước. Về phần sofa vải thì sofa vải nó là một cái bộ ghế sofa được bọc bên ngoài bởi một cái lớp vải như là vải nhung, vải bố. Đi kèm theo đó là khung chân thép, khung inox hoặc là khung gỗ. Sofa vải thì thường đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã, họa tiết. Sofa vải thì phù hợp với lại nhiều phong cách từ cổ điển cho đến hiện đại. Tiếp theo thì mình sẽ nói về ưu nhược điểm của sofa vải. Về phần ưu điểm thì sofa vải nó có cái độ mềm mại êm ái, lớp vải bọc thoáng khí hơn so với lại sofa da. Về mức giá thành thì sofa vải cũng rẻ hơn, giá dao động sẽ từ 4 đến 10 triệu đồng. Có nhiều màu sắc và họa tiết hoa văn khác nhau để chúng ta có thể lựa chọn. Về nhược điểm của sofa vải thì sofa vải nó có nhược điểm đó là thấm hút nhanh. Vì thế nếu mà chúng ta vô tình mà làm đổ nước lên sofa thì mình sẽ mất rất là nhiều thời gian để mà vệ sinh. Cũng như là sofa vải nó sẽ dễ bám bụi bẩn hơn. Nên mua sofa da hay là sofa vải cho phòng khách thì khi so sánh về mức độ sang trọng thì đương nhiên có thể nói rằng sofa da sẽ sang hơn sofa nỉ. Chính vì vậy mà nó thường được sử dụng ở các không gian hiện đại đẳng cấp như là nhà biệt thự hay là chung cư cao cấp. Về phần chi phí, nếu chi phí đầu tư thấp thì ta có thể là mua sofa nỉ bình thường. Còn cao hơn một chút thì mình có thể là sử dụng sofa da công nghiệp. Cao hơn nữa thì có là sofa da thật. Vậy thì với câu hỏi nên mua sofa vải hay là sofa da thì vấn đề này chúng ta nên cân nhắc làm sao cho nó hợp lý, tùy vào không gian sống mà mình có thể là thiết kế sofa da phù hợp. Chẳng hạn như là không gian nhỏ, chung cư hay là nhà phố thì sofa da chữ L, sofa da đơn hay là sofa da góc sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Còn đối với không gian sống rộng rãi, thoải mái như là biệt thự thì mình có thể là chọn sofa da chữ U sẽ là lựa chọn tốt nhất. Phần video của mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.